Ngày xưa, có hai vợ chồng nông dân đi ở trong một nhà giàu từ hồi còn nhỏ. Vợ chồng ăn ở hiền lành, nhưng ngoài 50 tuổi vẫn không có con. Một hôm, trời nắng gắt, người vợ vào rừng lấy củi cho chủ. Khát nước quá mà không tìm đâu ra nước. Bà lần đến gốc cây, xem có chút nước mưa nào còn đọng lại không, thì thấy có một cái sọ người bên tảng đá, hồ bỏ lại từ lâu. Trong sọ có đầy nước trong vắt. Bà khát quá đành bưng lên uống. Nhưng lạ thay, uống vào khỏi cổ, bà thấy khoan khoái vô cùng, thấm thía tận ruột gan. Và từ đó bà có thai. Chẳng bao lâu, người chồng chết, công việc trong nhà phú ông trút cả vào người vợ. Bà làm quần quật suốt ngày, ăn đói mặc rách, nhưng vẫn có một niềm vui là sắp có con. 9 tháng 10 ngày, bà sinh ra một cục thịt tròn lông lốc như hình cái sọ. Có mặt mũi, mồm tai nhưng không có tay chân. Chồng đã mất, lại sinh ra một quái thai. Bà rất buồn phiền, định đem chôn sống nó đi. Nhưng bỗng cục thịt lên tiếng nói gọi bà. Mẹ ơi, con là người đấy mẹ ạ. Mẹ đừng vứt con đi mà tội nghiệp. Bà cụ cảm động, ôm cục thịt vào lòng và nâng niu cho bú. Bà đặt tên con là Sọ Dừa. Nghe tin bà cụ đẻ ra quái thai, lão phú ông bắt bà đem chôn sống đi, nhưng bà không nghe. Lão đuổi bà ra ở túp lều tranh ở góc vườn. Nhưng hàng ngày vẫn phải đi làm cho nhà lão. Mỗi buổi sáng sớm, trước khi đi vào nhà phú ông làm, bà thường dặn con: Sọ Dừa ở nhà cho ngoan rồi mẹ đem về cho con một nắm cơm, Sọ Dừa nhé. Sọ Dừa lớn lên rất nhanh và ngày càng khôn ngoan hiểu biết. Bà mẹ và những người chung quanh quen dần và ngày càng yêu mến Sọ Dừa. Hàng ngày, khi bà mẹ đi làm, Sọ Dừa biến thành một chú bé rất đẹp trai, dọn dẹp nhà cửa đâu vào đấy, rồi lại chui vào cái sọ như cũ. Lúc đầu, bà cụ thấy sự lạ, nhưng rình mãi không thấy gì, nên cũng đành thôi. Một hôm, bà mẹ buồn bã nói với Sọ Dừa rằng: Con người ta lên 7-8 tuổi đã biết đi chăn trâu chăn bò, con thì mẹ chẳng trông cậy được gì. Ông chủ có một đàn dê cần người chăn mà mẹ vẫn chưa tìm được ai. Sọ Dừa nói: Mẹ ơi, con chăn được, mẹ nhận với ông chủ đi. Sọ Dừa giục mẹ vào nói với phú ông. Mới đầu lão gạt phắt đi, sợ giao cho Sọ Dừa chăn thì nó đánh lạc mất dê của mình. Nhưng thấy bà cụ năn nỉ mãi, vả lại nghe nói Sọ Dừa khôn lắm, nên lão mới bảo bà. Ừ thì bảo con bà ngày mai cứ sáng sáng vào đây đuổi dê lên núi, rồi đến chiều lại đuổi dê về. Bà cụ mừng rỡ, về nói cho con biết, nhưng trong bụng bà vẫn lo lắm. Từ khi Sọ Dừa chăn dê, thì ngày nắng cũng như ngày mưa, đàn dê lúc nào cũng no, nên béo trông thấy, lớn như thổi, làm cho phú ông rất hài lòng. Lão thích nhất là mỗi ngày Sọ Dừa chỉ ăn hết có 2 nắm cơm rất nhỏ của lão. Phú ông có 3 người con gái, đứa lớn thì ác nghiệt, đứa thứ hai thì chua ngoa, chỉ có người con gái thứ ba là hiền hậu. Ngày mùa, người nhà ra đồng làm cả, 3 cô phải thay nhau lên núi đưa cơm cho Sọ Dừa. 2 người chị thường đứng rất xa gọi Sọ Dừa, rồi để cơm đó, mặc cho Sọ Dừa tự lăn đến mà ăn. Một hôm, đến lượt cô con gái út đi đưa cơm. Khi đi đến chân núi, thì cô nghe tiếng sáo véo von. Tiếng sáo lúc bổng, lúc trầm, lúc mau, lúc khoan, thấm thía cõi lòng, làm cho cô bồn chồn sao xuyến. Núi nhấp nhô, cô trèo lên một quãng ngắn là đã đến lưng chừng núi, chỗ đàn dê đang ăn. Đứng nấp trong bụi nhìn ra, cô thấy một chàng thanh niên tuấn tú, độ 16-17 tuổi,
đang thổi sáo, ngồi trên chiếc võng đào mắc vào hai cành cây. Những con chim khuyên đậu cả lên võng của chàng, chàng vẫn thổi sáo, không biết có người nghe trộm mình. Tiếng sáo vi vu cả núi rừng. Người thiếu nữ mải nghe, mải nhìn quá, vịn tay phải cành khô, cành gãy răng rắc. Nghe tiếng động, chàng thanh niên biến ngay ra sọ dừa. Hai mẹ con sọ dừa rất thương yêu nhau. Bà mẹ phiền một nỗi là con mình bất thành nhân dạng, thì bà còn mong gì nàng dâu? Sọ dừa biết ý, bảo với mẹ rằng: "Vua ông có ba người con gái, mẹ cố kiếm lấy buồng cao vào hỏi một cô cho con." Bà mẹ phi cười: "Con thì ai dám lấy chứ, mình mẩy chân tay thì chẳng có." Nhưng sọ dừa thiết tha, năn nỉ, thúc giục, cuối cùng bà cũng phải đánh bạo kiếm một buồng cau đến nói với phú ông. Lão phú ông bĩu môi cười khẩy rồi lên giọng nói với bà cụ: "Mụ về bảo hắn sắm đủ lễ vật thì ta sẽ gả cho một đứa. Một chĩnh vàng cốm, 10 tấm lụa đào, 10 con lợn béo, 10 vò rượu tăm, lại phải dựng một căn nhà gói 5 gian, câu đầu bằng bạc, xà ngang bằng đồng thì ta mới cho rước dâu về." Bà về nói với con, tưởng con thôi việc đòi lấy vợ, không ngờ sọ dừa bảo với mẹ rằng: "Mẹ sang nói ngay với ông chủ là con có đầy đủ những thứ ấy." Bà mẹ sợ con nói liều, ngần ngừ không đi, nhưng sọ dừa cam đoan với mẹ rằng không những sẽ có đủ mà còn có nhiều hơn. Bà cụ lại lấp cóc vào nói với phú ông. Không còn cách chối từ, lão phú ông phải gọi ba cô con gái lên hỏi xem có ai ưng thuận làm vợ sọ dừa không. Hai người chị nghe xong chối đầy đầy, còn cô Út thì trả lời dứt khoát rằng: "Con bằng lòng lấy anh sọ dừa ạ." Lão phú ông đành phải chấp nhận, nhưng cả lão phú ông và bà mẹ sọ dừa đều phấp phỏng, không dám chắc là sọ dừa có đủ các đồ lễ vật như đã hứa. Sáng hôm sau, đến hạn nạp lễ vật mà tối hôm trước đó bà mẹ vẫn chưa thấy gì ngoài túp lều tranh ở góc vườn. Sọ dừa bảo bà cứ yên tâm, rồi đâu sẽ vào đấy. Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, khi bà mẹ tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường có đủ chăn hoa, nệm gấm. Chiếc lều tranh đã biến đi đâu mất, và thay vào đó là một tòa nhà ngói 5 gian, cửa bức bàn, cột xà đều chạm trổ, câu đầu bằng bạc, xà ngang bằng đồng. Bà lại thấy ở một góc nhà một chĩnh vàng cốm, 10 tấm lụa đào, và ở ngay dưới hè 20 con lợn béo, 20 con dê béo và 20 vò rượu. Bà mẹ rất ngạc nhiên về nhà cửa, đồ đạc và lễ vật sang trọng đủ mọi thứ. Bà nghĩ là mình nằm mơ. Nhưng có điều làm cho bà tin là vẫn thấy sọ dừa lăn đi lăn lại trong nhà để sai bảo những người giúp việc. Anh vừa gọi một tiếng, tức thì mấy chục người hầu hạ, cả nam lẫn nữ, quần áo lộng lẫy đủ màu sắc, từ nhà dưới chạy lên răm rắp làm theo lời sai bảo của sọ dừa. Đúng giờ hẹn, cả đoàn nhà trai đem đủ lễ vật sang nhà gái đón dâu. Phú ông chẳng biết tính sao, đành phải nhận lễ vật và gả cô gái Út cho sọ dừa. Dân làng ai cũng ngạc nhiên, hai người chị gái thì chê môi tặc lưỡi, hết lời chê bai mắng nhiếc cô Út. Còn cô Út thì rất vui, lúc nào cũng tươi cười với mọi người. Chiều hôm ấy, sọ dừa đón dâu về nhà, cỗ bàn linh đình, làng xóm ngồi đây nhà chuyện trò như pháo gian. Đến tối, khi các cây nến đã thắp sáng trưng nhà trên nhà dưới, thì không ai nhìn thấy sọ dừa đâu cả. Bỗng, từ phòng bên bước sang một chàng trai tuấn tú khôi ngô cùng với cô dâu. Chàng trai nói: "Thưa các cụ cùng bà con hai họ, tôi là sọ dừa. Vợ chồng chúng tôi xin ra chào hai họ và cảm tạ bà con đã đến chia vui và giúp đỡ cho gia đình chúng tôi." Bà mẹ trầm lấy con dâu, mừng vui không nói nên lời.
Tin này bay đi, ai biết cũng ngạc nhiên và vui mừng. Riêng hai người con gái lớn của phú ông thì chỉ có ghen tuông và tức tối. Sau khi cưới vợ, Sọ Dừa ra sức học hành, miệt mài đèn sách đợi khoa thi. Sọ Dừa học rất thông minh, khét tiếng cả vùng, ai cũng cho là thần đồng. Quả nhiên đến khoa thi, Sọ Dừa thi đỗ trạng nguyên và được nhà vua trọng dụng. Khi bà mẹ qua đời, quan trạng Sọ Dừa từ kinh đô về chịu tang được ít lâu thì nhà vua có chiếu cử chàng đi sứ. Trước khi đi, chàng đưa cho vợ một con dao, một hòn đá lửa và hai quả trứng gà, dặn vợ phải luôn dắt bên mình, khi gặp khó khăn sẽ phải dùng đến. Từ khi thấy em lấy được chồng tuấn tú, lại đỗ trạng nguyên, hai cô chị định tâm hại em, hỏng thay em làm bà trạng. Nay thấy em ở nhà một mình, thường lân sang chơi tìm cách hãm hại. Một hôm trời trong gió mát, hai chị đến rủ em đi chơi thuyền. Người em tưởng hai chị thương yêu mình, nên nhận lời đi ngay. Bà chị em xuống một chiếc thuyền nhỏ, rồi treo thuyền ra gần cửa bể. Sông rộng mênh mông, sóng nước cao ngất. Ở đó thường có gió to, cá lớn, nổi lên nuốt cả thuyền, lẫn cả người. Hai người chị chèo thuyền đưa em đi chơi một lúc, rồi chèo thuyền vào bờ. Chúng vội nhảy lên bờ trước, thu nhặt hết mái chèo và đẩy thuyền ra giữa dòng nước. Thuyền không chèo bị nước xoáy, cuốn hút xuống, chìm nghỉm. Bấy giờ, hai cô chị mới hô hoán lên, giả vờ khóc lóc thảm thiết một hồi, làm như là em đi chơi thuyền một mình và bị chết đuối. Sau khi thuyền chìm, một con cá kình vô cùng to lớn đã nuốt chửng cả thuyền lẫn cô em út vào bụng nó. Nhớ lời chồng dặn lúc chia tay, cô rút dao rạch bụng cá, cá vẫy vùng một hồi rồi chết. Sau đó, xác cá trôi vào bờ một hòn đảo, cô khoét bụng cá chui ra, rồi cô xẻo thịt cá ra thành nhiều miếng, phần thì phơi khô, phần thì muối mắm để ăn dần. Cô lại dùng dao đánh vào hòn đá chồng đưa để lấy lửa nấu ăn và sưởi ấm. Hai quả trứng gà để trong bọc, đủ ngày đã nở thành hai con gà, một trống một mái. Tháng ngày trôi qua, đàn gà sinh sôi nảy nở đông dần. Cô út tiếp tục sống một mình trên hoang đảo và chờ khi có thuyền thì nhờ giúp đỡ. Bỗng một buổi chiều, cô nghe tiếng gà gáy. Ồ ồ ồ, phải thuyền quan trạng rước cô tôi về. Cô chạy ra thì thấy một chiếc thuyền lớn cắm cờ đuôi nheo tiến về phía đảo. Cô mừng lắm. Khi thuyền đến gần thì thấy Sọ Dừa bước lên mui và vợ chồng nhận ra nhau, mừng mừng tủi tủi không nói nên lời. Biết rõ sự tình, Sọ Dừa rất thương vợ và căm giận hai người chị gái, nhưng chàng vẫn không nói cho ai biết. Về đến nhà, Sọ Dừa bảo vợ lánh vào phòng trong, rồi bày tiệc mời cả bố mẹ vợ và dân làng đến dự. Hai người chị thi nhau ăn mặc lộng lẫy để lôi cuốn sự chú ý của Sọ Dừa. Cả hai đều tranh nhau kể lể việc người em chết đuối. Rượu uống được nửa tuần, Sọ Dừa đứng lên, xin phép vào nhà, đưa một người bạn ra chào hai chị và dân làng. Khi cô út theo chồng bước ra, mọi người kinh ngạc bàn tán xôn xao. Hai người chị thì rụng rời tay chân, rồi nhân lúc mọi người hướng về phía cô út, cả hai lén ra ngoài và trốn đi biệt tích.